Thật ra là Đoàn đã tìm được nhiều bối cảnh ở Huế mà mình có thể sử dụng trong phim mình. Huế là một thành phố tuyệt vời. Ở đó, những ngôi nhà mà giống như là thời gian nó mắc kẹt lại luôn á, ở đó 50-60 năm trời. Thì mình thấy được một cái vẻ đẹp mình có thể hình dung liền. Nếu mình quay ở những cái bối cảnh này, những cái góc này, thì lên phim á là mình tin, mình thuyết phục được là đây là bối cảnh của cái thời đó, của thập niên 70. Thật sự là nhiều bối cảnh không còn tồn tại, nên là Victor rất sợ là phim mình không có đại cảnh. Để tái hiện một số cái đại cảnh của mình á, là bên thiết kế phải sửa và thiết kế rất là nhiều. Đó là cái điều mà Victor thấy rất là thú vị, nhưng mà đôi khi rất là đau đầu. Đúng là cái trường học là một trong những bối cảnh mà Victor yêu thích nhất trong bộ phim này, và cũng là cái bối cảnh đầu tiên Victor chọn cho bộ phim. Cái điều mà Victor tâm đắc là trong bối cảnh này, bên phục trang là họ phải may mấy trăm bộ gọi là áo dài của thời đó. Bối cảnh nữa là cái rừng sim. Cái rừng sim nó đặc biệt ở đây là rừng sim của phim Mắt Biếc sẽ hơi khác rừng sim của tiểu thuyết. Nó vừa lãng mạn, nó vừa fantasy, nó vừa gọi là trong sáng. Đó là lý do tại sao mình chọn Thiên An là bối cảnh của mình trong Mắt Biếc. Chợ Đo Đo là một cái rất là thú vị, tại vì nó giống như là một cái bối cảnh của một cái phim cổ tích. Cái điều khó khăn ở đây á, là cái chợ này phải trải qua 3 thập niên. Mà nếu mà mọi người để ý kỹ á, cái phần thiết kế của cái chợ này nó có cái sự thay đổi trong 3 cái giai đoạn này. Khi mà anh Gia là giám đốc mỹ thuật của phim mình nhận gọi là cái công việc thiết kế, thì anh ta cũng nhận cái phần thiết kế phục trang. Đó là một cái điều mà Victor nghĩ nó là điều rất tốt cho bộ phim. Bởi vì anh đã sống qua cái thời kỳ đó nên anh có thể tái hiện ra được một cái sự chân thực về mặt thiết kế, về mặt mỹ thuật, về mặt con người, về mặt bối cảnh, để tạo ra được cái không gian, cái hình ảnh sống động cho thứ nhất bộ phim. You know, in fact, cinematography, like all departments, whether it be like production design or music, costume, whatever, is always supporting what they call the subtext of the story. In terms of my cinematography, my approach to lighting is always not to light the face, but to light the room. You know, so you light the room the way real sunlight or real fluorescence or real practical lights or whatever are lighting that room. You try to light the room to give it the naturalistic feel of that particular room. You can do it in an impressionistic way, or you can do it in an expressionistic way. You know, so it can be a heightened reality version of that style. Cái phần mỹ thuật đó, đối với Victor nó là một cái phần vô cùng quan trọng. Nó bao gồm thiết kế, phục trang, make up, cái phần chỉnh màu luôn. Tất cả mọi thứ phải hài hòa với nhau, xây dựng hình ảnh và màu sắc của một bộ phim.